Khoảng hơn một tháng nay, ngay dưới chân cầu cửa khẩu quốc gia huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang xuất hiện doanh nghiệp, thương lái, tự phát hình thành khu vực mua bán, tập kết số lượng lớn lúa gạo không được sự cấp phép của ngành chức năng. Điều này khiến nhiều đơn vị kho bãi được cấp phép gặp khó khăn. Thậm chí gần đây, nhiều đơn vị phải tạm ngưng hoạt động do khu vực tự phát này đã chặn đầu việc thu gom lúa gạo từ Campuchia nhập về Việt Nam khi vừa qua cửa khẩu Giang Thành. Những đơn vị đóng bên trong, dù có bến bãi đúng quy định nhưng phải chịu cảnh đói hàng hóa. Bến lúa gạo tự phát này hàng ngày xuống hàng trăm tấn lúa, có khi cả ngàn tấn lúa từ Campuchia đưa qua bằng xe tải. Nhưng khu đất và cầu này thuộc diện nhà nước quản lý, vị trí nằm trong khu vực vành đai biên giới quốc gia. Gần đây, phía Campuchia vào vụ thu hoạch lúa và nhiều xe tải từ Campuchia đã chở lúa sang Việt Nam. Bên cạnh việc tự phát tập kết lúa không đúng quy định, thì việc các xe tải và ghe lớn tập kết lúa gạo ngay dưới chân cầu cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Hiện Ban an toàn giao thông tỉnh Kiên Giang đang tiến hành kiểm tra vụ việc.